Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào các bạn. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu đến với các bạn về đất nước Thụy Sĩ cũng như đó là chương trình đại học ngành quản trị du lịch khách sạn tại trường HTMI. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đất nước Thụy Sĩ. Thì Thụy Sĩ là một quốc gia ảnh hưởng của khí hậu đại dương và lục địa nên rất là ôn hòa, mát mẻ cùng với những dãy núi và thung lũng tuyệt đẹp. Thì nhắc đến Thụy Sĩ, bạn có thể nghĩ ngay đến những ngân hàng uy tín nhất trên thế giới, nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn cũng như là những đặc sản bạn không thể nào bỏ qua như là sô-cô-la, format hoặc là rất là nhiều loại bánh mì. Và Thụy Sĩ thì không những thu hút mọi người đến để du lịch mà còn là điểm đến để du học lý tưởng bởi chất lượng giáo dục cao và bằng cấp có giá trị trên toàn cầu. Và chị Phương nè, em không biết là đối với chương trình đại học ngành quản trị du lịch khách sạn ở trường HTMI đó thì mình sẽ học trong vòng bao nhiêu lâu, và có rất là nhiều bạn thắc mắc là về chương trình thực tập á, là do mình lựa chọn hay là do nhà trường quyết định. Thì Xuân Phương xin trả lời cho Bảo Trâm cũng như là các bạn được biết, thì chương trình học tại trường HTMI bậc cử nhân, bạn sẽ học bao gồm chứng chỉ quản lý du lịch khách sạn trong 1 năm, sau đó bạn chuyển lên cao đẳng trong 1 năm và cao đẳng nâng cao trong vòng 1 năm nữa. Thì trong 3 năm đầu này, mỗi năm chương trình của trường bạn sẽ học 6 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương với mức lương dao động từ khoảng 2.000 cho tới 2.500 franc Thụy Sĩ. Thì điều này giúp bạn không chỉ được trang bị kiến thức về chuyên ngành mà còn có cơ hội tiếp cận với thực tiễn để có thể dễ dàng làm quen với công việc trong tương lai. Cuối cùng là bạn sẽ học chương trình cử nhân quản lý du lịch khách sạn. Ở bậc học này, bạn được quyền chọn thực tập 6 tháng hay không thực tập để kết thúc sớm chương trình. Cho nên nhìn chung, thời gian học theo bậc học cử nhân sẽ kéo dài từ 3 năm rưỡi cho tới 4 năm tùy vào lựa chọn năm cuối của bạn. Chính vì bạn đã có kinh nghiệm trong quá trình thực tập, cho nên ngay vừa khi tốt nghiệp ra trường, với tấm bằng quốc tế, bạn sẽ luôn được các công ty lớn cũng như các tập đoàn khách sạn chào đón. Nếu vậy thì em không biết là bên cạnh cái việc học đó thì có rất là nhiều bạn sinh viên rất là muốn khám phá những cái địa điểm tham quan mới. Thì không biết là chị Phương có thể chia sẻ đến với các bạn là những cái địa điểm tham quan nào nổi tiếng ở bên Thụy Sĩ được không vậy chị? Theo như là Bảo Trâm đã giới thiệu ngay từ đầu thì các bạn học sinh của chúng ta ngoài mục đích là đi học tập ra còn phải đi tham quan nữa chứ đúng không nào? Thì các bạn biết không, HTMI là một trong những trường đào tạo uy tín nhất ở Thụy Sĩ tại vùng Luzern, thành phố Sorenburg. Thì không cần phải ở đâu xa cả, thì ngay tại Luzern thì được ví von như là một Thụy Sĩ thu nhỏ với một vẻ đẹp cực kỳ cổ kính. Thì không gian sống thoải mái và khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp như một bức tranh với những ngọn đồi cao, rừng thông bạt ngang và vi vu cùng những ngôi nhà thấp nhô lên dọc ven bờ sông. Thì bên cạnh đó, bạn không thể bỏ qua thành phố Luzern, bang Luzern. Thì đây là một trong những thành phố xưa và cổ kính nhất Thụy Sĩ, bởi thành phố được bao bọc bởi hồ nước tuyệt đẹp, tạo cảm giác cho người đến như đang hòa mình vào một hòn đảo trong xanh cổ kính nhưng không khí hiện đại đâu nhé. Thì ngoài vẻ đẹp thiên nhiên đó thì các bạn có thể ghé thăm cầu ở Sapa, và đây là cây cầu nổi tiếng nhất châu Âu đó các bạn ạ. Theo em được biết thì bên cạnh cái cầu gỗ Sapen đó đó thì nó còn có tháp Washington với thiết kế là 8 cạnh tầng, là nơi giam giữ các tù binh thời Trung Cổ và cũng là một điểm quan tham quan rất độc đáo luôn đó chị Phương. Đúng rồi, đúng như ở trong nói đó các bạn ơi. Thì ngoài bên cầu Sapen ra thì mình còn có cái tháp đó rất nổi tiếng. Thì Thụy Sĩ thật sự rất đẹp và là một đất nước đáng sống đó các bạn. Ngoài những địa điểm trên còn có tượng đài sư tử đá nè. Đây là biểu tượng nhằm tưởng nhớ tới 800 sĩ quan và binh sĩ Thụy Sĩ trong đội lính gác của hoàng đế Pháp để bảo vệ vườn hoa Tuileries hy sinh trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Thì ngoài ra, Luzern còn là thủ phủ của đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới với giá cả và mẫu mã vô cùng phong phú và đa dạng. Tới đây, chắc chắn Bảo Trâm và các bạn sẽ lựa chọn được những mẫu đồng hồ phù hợp với túi tiền và thẩm mỹ của mình đó. Nghe ra thì em thật là thích thú luôn đó. Nếu vậy nhưng mà cho em hỏi có một vấn đề là ở trường HTMI đó thì em có biết thông tin là khi mình đến đây thì mình sẽ phải đóng một khoản tiền cọc, thì không biết là cái tiền này thì sẽ có được hoàn trả là hay là không phải hoàn trả vậy ạ? Thì về cái khoản tiền cọc đó, khi mà sang du học tại HTMI Thụy Sĩ, các bạn sẽ phải đóng thêm một khoản là 3.000 franc Thụy Sĩ. Và số tiền này sẽ không được hoàn trả, bởi vì số tiền này thật ra cũng giống như tiền cơ sở vật chất và phí bảo hiểm y tế tại Việt Nam vậy các bạn ạ. Đây là bắt buộc khi du học tại Thụy Sĩ. Thì ngoài ra các bạn còn phải đóng thêm một số tiền như phí sách vở, phí đăng ký, lệ phí visa và giấy phép, phí đóng cho những chuyến tham quan cũng như là phí bồi thường khi bạn làm hư hỏng dụng cụ tại trường và thuế giá trị gia tăng đó Trâm ơi. Dạ rồi, nãy giờ em có nghe chị nhắc là tới là franc Thụy Sĩ. Vậy thì khi mình du học tại Thụy Sĩ đó thì cái tiền mình dùng nó có giống như là euro như các nước châu Âu khác hay không vậy chị? À đúng rồi, như Trâm đã nói đó, mặc dù Thụy Sĩ thuộc khối các nước châu Âu nhưng mà không có dùng chung đồng euro như các nước khác. Đó cũng là một điểm đáng lưu ý cho bạn khi đi du học tại đất nước Thụy Sĩ. Tiền tệ bạn sử dụng sẽ là franc Thụy Sĩ chứ không phải euro như các nước châu Âu khác đâu bạn nhé.
Thì chính vì vậy, trước khi bạn lên đường đi du học, bạn nên đến ngân hàng để đổi ra franc Thụy Sĩ để có thể tiện sử dụng các bạn nha. Qua những trao đổi nãy giờ của mình, em cảm thấy có rất là nhiều thông tin thật là bổ ích luôn. Thì đây cũng là những hành trang du học cho những bạn nào có ước mơ du học sang Thụy Sĩ. Và còn để tìm hiểu nhiều hơn nữa thì các bạn có thể truy cập ngay vào website tinhdaiduong.edu.vn hoặc là website tddvn.com. Và nhanh nhất các bạn có thể gọi ngay vào số điện thoại 0838484879. Và địa chỉ của công ty của chúng tôi, địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Và còn có một địa chỉ ở thành phố Biển Nha Trang. Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào các bạn.